Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài tập số 2 là các phép toán lượng lý. Đầu tiên thì mình sẽ định dạng khung cho cái bảng dữ liệu ở phía trên. Đầu tiên mình muốn vẽ cái khung thì mình quét khối từ cái ô A2 cho đến cái ô F6. Mình chọn order này nè, mình vẽ khung. On order là vẽ được một cái khung cơ bản. Việc canh chỉnh thì nó cũng giống như ở trong Word, mình canh giữa, in đậm hoặc là tô màu. Còn mình muốn vẽ mà theo cái đường viền á, thì mình làm giống như Word vậy đó. Thầy muốn vẽ một cái đường viền đôi ở xung quanh. Thì đầu tiên mình chọn đường viền đôi này, mình vẽ. Thầy muốn chọn một đường nét khúc, nước khúc giả chính giữa. Đây mình sẽ được đường viền xung quanh và đường nước khúc ở chính giữa. Tuy nhiên ở đây mình muốn vẽ luôn có cái đường viền đôi ở dưới thì mình chọn lại. Nhấp đây ha, mình chọn lại double ở phần đích ha. Rồi mình sẽ canh bài toán thì canh trái giữa phải thì bình thường. Thì ở cái ô A này nó mình muốn cho nó mở cell, mình chọn lại ô F thì mới có từ A tới F, mình nhấp vào mở cell. Mình chọn nó lại. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn lại cho các em á. Rồi. Đầu tiên các em quét khối từ A tới F, các em chọn mở cell. Các em cho nó một màu sắc. Mình quét khối từ cái dòng cột A cho tới cột F6. Mình vẽ một cái khung, nhấp vô đây vẽ một khung nhanh. Mình quét khối từ A cho tới F, A2 tới F2. Mình canh giữa, mình in đậm. Và mình tô một cái màu vào fill đây. Rồi bây giờ thầy muốn vẽ cái đường viền đôi xung quanh của cái bảng thì mình sẽ chọn là chấp vô đây ha, chọn màu đó đơn. Mình chọn đường viền đôi, mình kẻ nó lên xung quanh. Rồi. Mình vẽ đường nước khúc thì mình vẽ nhấp đường khúc mình vẽ đây. Ok. Rồi phía dưới cái ô cái dòng đầu tiên cái dòng 2 á là thầy muốn cho nó đường viền đôi. Nhấp vô mình có thể chọn đường viền đôi phía dưới. Mình đã xong phần định dạng các bạn. Thì đối với bài toán này là mình thực hiện các phép toán lượng lý thì nó sẽ trả về kết quả true hoặc false. Ví dụ là A lớn hơn B, nếu A mà lớn hơn B là kết quả đúng thì nó trả về true, còn kết quả sai thì trả về false. Thì mình thực hiện nó sẽ tương tự như bài 1, thì đầu tiên công thức toán học mình đánh dấu bằng, mình thực hiện theo từng dòng. Như vậy A là tương ứng với A3, rồi mình đánh vào lớn hơn B3. Nếu nó là đúng thì nó trả về kết quả true, ngược lại thì trả về kết quả false. Ta di chuyển con chuột vào cái góc bên phải trở thành dấu cộng màu đen, ta đè con chuột trái xuống, ta copy công thức xuống. Tương tự như vậy thì các em chọn là A3 đánh nhỏ hơn B3 và mình copy công thức nó xuống. Rồi các toán so sánh thì có A3 lớn hơn bằng B3, enter, mình copy công thức nó xuống. Rồi bằng, mình có thể đánh trực tiếp vô cũng được, A3 nhỏ hơn bằng B3, mình enter, mình copy công thức xuống. Rồi, vẽ lại cái đường viền phía dưới thì mình quét khối từ đây tới đây, mình chọn lại cái đường viền đích này, đường viền đôi cho cái phần gạch đích. Mình vẽ lại,
Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài tập 2, bài tập cơ bản về các phép toán lượng lý. Các phép toán lượng lý thì trả về hai kết quả, một là đúng hay là sai. Đúng thì tương ứng với true, còn sai thì tương ứng với kết quả là false. Các em thực hành bài tập số 2.